để tham gia chương trình, các anh xin thay mặt những người con xin kính chúc người mẹ dồi dào sức khỏe năm nào cũng năm nay và vui vẻ với đàn con cháu. Để tiếp nối chương trình, các anh xin đến quý vị qua nhạc phẩm Mừng Tuổi Mẹ. Đó là nữ ca sĩ Ánh Hao.